Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN kiên quyết chống việc hợp pháp hóa và sản xuất các loại ma túy trái phép không vì mục đích y tế hay khoa học. Đây là khẳng định được đưa ra tại hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN về các vấn đề ma túy lần thứ 8 diễn ra ngày hôm qua tại Lào. Tại hội nghị, các bộ trưởng, trưởng đoàn tái khẳng định ASEAN cần tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm trong các diễn đàn khu vực và cơ chế hợp tác nhằm giải quyết những thách thức về ma túy một cách hiệu quả với mục tiêu một ASEAN không ma túy. Theo Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, số người sử dụng ma túy tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao trên toàn thế giới, từ 240 triệu người vào năm 2011 lên 296 triệu người vào năm 2023, tương đương với 5,8% dân số toàn cầu trong độ tuổi 15-64. Để đấu tranh, phòng chống hiệu quả với tội phạm ma túy, cơ quan này cho rằng, cùng với việc tăng cường an ninh biên giới, các nước ASEAN cũng cần ngăn chặn hoạt động vận chuyển các loại hóa chất, tiền chất sản xuất ma túy đến khu vực Tam Giác Vàng. Liên Hợp Quốc thông báo 5 nhân viên của cơ quan này bị bắt cóc tại Yemen cách đây 18 tháng đã được trả tự do, tuy nhiên Liên Hợp Quốc không nêu rõ ai thực hiện vụ bắt cóc trên. Thông báo của Liên Hợp Quốc nêu rõ Tổng thư ký Antonio Guterres hoan nghênh quyết định thả các nhân viên an ninh và nhấn mạnh hành động bắt cóc là tội ác vô nhân đạo và phi lý, đồng thời yêu cầu những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm. Năm nhân viên an ninh của Liên Hợp Quốc, trong đó có ông Akam Soviet Annam, Giám đốc Văn phòng An ninh và An toàn của Liên Hợp Quốc tại Yemen, đã bị bắt cóc vào tháng 2 năm ngoái. Đến tháng 9 năm ngoái, nhóm khủng bố Al-Qaeda tại Yemen đã tung video ghi hình ông Annam, trong đó ông cho biết đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, cần được hỗ trợ về y tế và nhập viện điều trị. Ông kêu gọi Liên Hợp Quốc, cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân đạo đáp ứng các yêu sách của nhóm bắt cóc. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS đã bác bỏ thông tin cho rằng tập đoàn quân sự tư nhân Wagner ở Nga tham gia vào cuộc đảo chính quân sự tại Niger. ECOWAS cũng khẳng định sẽ không cho phép Tây Phi biến thành nơi diễn ra một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Trước đó, ngày 26 tháng 7, nhóm nổi dậy ở Niger đã tuyên bố phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum, đóng cửa biên giới quốc gia, ban hành lệnh giới nghiêm và đình chỉ hiến pháp, cũng như cấm các đảng phái chính trị hoạt động. Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc do tướng Abdurrahman Shiani nắm quyền lãnh đạo, được thành lập để điều hành đất nước. Tổng thống Bazoum vẫn bị giam giữ tại nơi ở, bất chấp việc tối hậu thư của ECOWAS cho chính quyền quân sự ở Niger đã hết thời hạn. Cho đến nay, giới lãnh đạo đảo chính ở Niger chưa sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán do cộng đồng quốc tế thúc đẩy. Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ECOWAS về tình hình Niger, Tổng thống Cote d'Ivoire tuyên bố, các nhà lãnh đạo của khối kinh tế này đã nhất trí phát động một chiến dịch quân sự ở Niger càng sớm càng tốt. Lực lượng phòng không Nga ngày hôm qua đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine đang bay về phía một mục tiêu không xác định ở thủ đô Moscow. Và đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho hay chiếc máy bay không người lái đã mắc kẹt và rơi trong ở phía tây Moscow. Không có thương vong và thiệt hại trong vụ việc. Trước đó, thì sân bay Nukovo và sân bay Kaluga cách Moscow khoảng 150 km về phía tây nam đã bị đóng cửa tạm thời do nghi ngờ có một máy bay không người lái. Hiện cả hai sân bay này đã hoạt động bình thường trở lại. Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào sâu bên trong của nước Nga đã gia tăng kể từ khi một máy bay không người lái bị phá hủy ở Điện Kremlin hồi đầu tháng 5. Một khu kinh doanh ở Moscow vừa bị tấn công hai lần vào đầu tháng 8 này. Một tàu chở nhiên liệu và một căn cứ hải quân của Nga trên Biển Đen mới đây cũng bị tấn công. Ukraine thường không bình luận về việc ai đứng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ của Nga. Bộ Thương mại Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố báo cáo đánh giá mức độ tuân thủ các quy tắc của Mỹ trong Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đồng thời kêu gọi Mỹ cần phải tôn trọng các cam kết và phát huy thẩm quyền cũng như là hiệu quả của hệ thống thương mại đa phương. Theo báo cáo, thì các chính sách của Mỹ đã làm suy yếu các quy tắc thương mại đa phương, áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương, áp dụng tiêu chuẩn kép trong chính sách công nghiệp và làm xáo trộn chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Báo cáo cũng khẳng định Mỹ đã thực thi các chính sách độc quyền và phân biệt đối xử, đồng thời làm gián đoạn sự phát triển công nghiệp của các nước khác thông qua những biện pháp như là kiểm soát xuất khẩu. Những quan ngại mà Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra bao trùm 11 lĩnh vực, trong đó có hàng rào thuế quan và phi thuế quan, trợ cấp công nghiệp, trợ cấp nông nghiệp, phòng vệ thương mại, tiêu chuẩn và các quy chuẩn kỹ thuật, thương mại dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ. Các nhà chức trách của Anh đã di rời 39 người xin tị nạn khỏi một tàu tạm trú neo đậu ở bờ biển của vùng England sau khi các mẫu xét nghiệm cho thấy là vi khuẩn Legionella trong hệ thống cấp nước. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần sau khi những người này được nhà chức trách Anh đưa lên tàu BB Stockholm, nơi tạm trú của những người di cư chờ xin tị nạn.
Tàu cao 3 tầng này có sức chứa 500 người với hơn 200 phòng ngủ, cung cấp chỗ ở cơ bản và tiện dụng, cùng với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và ăn uống. Đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ Anh nhằm tiết kiệm chi tiêu và giảm gánh nặng tài chính trước làn sóng người di cư tới nước này. Bộ Nội vụ Anh cho biết tất cả 39 người xin tị nạn trên tàu BB Stockholm trong tuần này đã được đưa lên bờ để phòng ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn Legionella. Nhà chức trách đang tiến hành đánh giá tình hình trên tàu. Hiện không có người xin tị nạn nào trên tàu này xuất hiện các triệu chứng của bệnh Legionella do vi khuẩn Legionella gây ra. Tháng trước, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC đã cảnh báo các nước châu Âu phải cảnh giác phát hiện và giám sát các ổ dịch bệnh Legionella, một dạng viêm phổi do vi khuẩn Legionella gây ra, từng bùng phát nghiêm trọng tại Liên minh châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu. Tính đến sáng ngày hôm nay, theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng tại đảo Maui, bang Hawaii của Mỹ đã tăng lên 67 người. Con số này khả năng vẫn chưa dừng lại khi mà đám cháy mới chịu đi kiểm soát khoảng 80%. Thống đốc bang Hawaii cho biết, hỏa hoạn đã biến phần lớn thị trấn Lahaina, trung tâm du lịch và kinh tế phía tây đảo Maui, thành đống đổ nát và trở thành thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử bang. Các ngọn lửa lớn đã san bằng 1.000 tòa nhà. Ước tính, việc tái thiết sau thảm họa có thể mất nhiều năm và tốn tới hàng tỷ đô la Mỹ. Nhiều người dân đã quay trở về ngôi nhà bị đổ nát để đánh giá thiệt hại. Ngoài việc tìm kiếm những người mất tích, chính quyền thị trấn Lahaina đang lên kế hoạch cho những người vô gia cư vào ở trong các khách sạn và nhà cho thuê dành cho khách du lịch. Hòn đảo hiện có 4 nơi trú ẩn đang hoạt động cho những người đi sơ tán. Giới chức địa phương cũng đang nỗ lực giải quyết các vấn đề về cung cấp điện và nước trên diện rộng trong cộng đồng. Hiện hàng chục nghìn ngôi nhà và doanh nghiệp vẫn bị mất điện. Thưa quý vị, dưới tác động của biến đổi khí hậu, nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua những đợt cao điểm về nắng nóng, gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tại Iraq, cái nóng mùa hè thiêu đốt đang khiến các công trường trở thành nơi nguy hiểm. Trong khi ở Yemen thì đợt nắng nóng kéo dài làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở quốc gia này trở nên tồi tệ hơn, khi một số nhóm dễ bị tổn thương nhất đã phải vật lộn để tồn tại trong cuộc nội chiến kéo dài nhiều năm. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi. Gia đình Hamdi là một trong số hàng triệu người phải di tản trong cuộc nội chiến Yemen. Cả gia đình hiện đang sống trong một túp lều ở ngoại ô thành phố Aden, miền nam Yemen. Không có điện nên cái nóng 45 độ ở trong lều vào mùa hè ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong tình thế khó khăn như vậy, họ chỉ còn cách dội nước liên tục lên người để làm mát cơ thể. Trời nóng cả ngày lẫn đêm, trẻ con và người lớn đều không ngủ được. Chúng tôi thậm chí không có quạt điện. Chúng tôi dội nước lên người, lên quần áo để cảm thấy mát hơn một chút. Nếu không, cái nóng sẽ khiến chúng tôi phát điên. Tại tỉnh Al-Hudaydah, hiện chỉ có 2 bệnh viện có khả năng điều trị lọc máu. Bệnh nhân bị suy thận thường nhạy cảm với nhiệt độ cao và cái nóng khắc nghiệt của mùa hè đã làm bệnh của họ trầm trọng hơn. Ước tính có hơn 5.000 người bị suy thận ở Yemen phải lọc máu hàng tuần. Nhiệt độ cơ thể tăng cao có thể dẫn tới các biến chứng ở thận, khiến các cơn đau không thể chịu nổi. Tôi phải đến bệnh viện để lọc máu. Nhiệt độ ở Al-Hudaydah trên 40 độ C, đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, làm gián đoạn quá trình điều trị bình thường của bệnh nhân, gây ra một số biến chứng. Trong khi đó, tại Iraq, mùa hè nóng bức đang khiến hàng trăm người lao động trong lĩnh vực xây dựng ở quốc gia này gặp nhiều khó khăn khi làm việc ngoài trời. Làm việc trong môi trường mà nhiệt độ lên tới 50 độ C khiến bạn cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, phải uống nước thường xuyên hoặc dội nước lên đầu để hạ nhiệt độ. Nguy hiểm là vậy, nhưng Iraq có rất ít quy định đảm bảo an toàn cho người lao động trong điều kiện thời tiết cực đoan như thế, hoặc nếu có thì áp dụng một cách lỏng lẻo. Ngoài ra, những công nhân được tuyển trong lĩnh vực này đa phần là không chính thức, nên họ cũng không được hưởng các chế độ liên quan vấn đề nêu trên. Tôi cần tiền để nuôi gia đình, nên tôi buộc phải làm công việc này. Từ sau 9 giờ trở đi, nhiệt độ lên cao khiến công nhân mệt mỏi, ngã quỵ. Tuy nhiên, nếu không làm việc, chúng tôi sẽ không có thu nhập. Rủi ro khi làm việc ngoài trời đang ngày càng tăng tại Iraq, vốn được Liên Hợp Quốc đánh giá là nằm trong số những quốc gia dễ chịu tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu, dẫn tới nhiều lời kêu gọi thay đổi quy định và cần đảm bảo an toàn tốt hơn trong ngành xây dựng và các lĩnh vực khác.
Theo Bộ Lao động Iraq, trong năm 2022, nước này ghi nhận khoảng 4.000 trường hợp bị thương khi làm việc. Nắng nóng thực sự là nguyên nhân số một trong tất cả các thảm họa thiên nhiên, bởi vì nhiệt độ cao hơn có thể làm tăng tỷ lệ tử vong, và nhiệt độ cao hơn cũng có tác động mạnh mẽ đến nhiều lao động ngoài trời. Tình trạng nắng nóng nghiêm trọng tại nhiều nước được xem là chỉ dấu rõ nét nhất cho tình trạng biến đổi khí hậu. Theo cảnh báo của giới chuyên gia, nếu không có hành động mang tính đột phá, các hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ ngày càng diễn biến nghiêm trọng hơn, trở thành hiểm họa đối với nhân loại, có thể khiến tương lai của loài người chìm trong nghèo đói và đối mặt với hàng loạt hệ lụy khác.